Năm 2019 có thể nói là một năm gặt hái được rất nhiều thành công của Jack với loạt hit Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, Em Gì Ơi, nhưng cuối năm lại là thời điểm vấp phải một chút khó khăn và trục trặc trong công việc. Dù vậy, để trấn an lòng fan, nam ca sĩ mạnh mẽ này đã nhanh chóng cho ra bản demo đom đóm chỉ mới cách đây vài ngày và nhanh chóng lọt top trending. Đây là dấu hiệu báo hiệu màn comeback cực kỳ ấn tượng của nam ca sĩ trong MV sắp tới sau Bão Tố, cùng điểm lại những phong cách tóc độc đáo của Jack trong những MV đình đám năm 2019 và dự đoán kiểu tóc mới trong MV đom đóm sắp tới. Hồng Nhan, trong MV này, Jack vào vai chàng quân nhân đi nghĩa vụ, vì vậy tóc tai của anh chàng để khá gọn gàng và đơn giản. Để hợp hơn với nhân vật, Jack chọn cho mình kiểu tóc xe pát vô dựng lịch sự, đứng đắn và giản dị với màu tóc đen. Tuy vậy, không làm mất đi tính thời trang tạo hình của nhân vật, vì đây cũng là kiểu tóc được anh em nam giới ưa chuộng bởi tính linh hoạt, ứng dụng cao cũng như vẫn thời thượng. Để ứng dụng ngoài thực tế, các bạn có thể chọn cho mình những bộ vest để tăng tính đĩnh đạc hoặc chọn phong cách streetwear để trẻ hóa mái tóc. Bạc Phận, khác với hình ảnh chàng lính giản dị, ở MV Bạc Phận, lúc này Jack đã hóa thân thành doanh nhân thành đạt, giàu có, vậy nên mái tóc của anh chàng nhìn đã sành điệu và thời trang hơn. Vẫn là kiểu sidepart trên nền tóc đen nhưng Jack đã biến tấu đi một chút để tạo hình nhân vật trở nên sang trọng và hợp thời hơn. Thay vì phần mái được cắt bám classic thì Jack đã đổi sang thành undercut để nhìn hiện đại, trẻ trung hơn và để tăng thêm độ high fashion cho kiểu tóc, Jack còn làm xoăn phần mái cho bồng bềnh. Kiểu tóc sidepart này đúng chuẩn những gì nam giới gần đây đang săn đón, chỉ cần chọn thêm một vài bộ trang phục nhẹ nhàng là bạn đã biến thành chuẩn hợp vai Hàn Quốc. Sóng Gió, diễn biến nhân vật của Jack trong các MV cũng thăng trầm như chính cuộc sống của anh năm 2019 này vậy. Sau khi thành đạt và giàu có ở MV Bạc Phận thì bất ngờ ở MV Sóng Gió, Jack về quê và ở ẩn cùng với cô gái mà anh yêu thương. Cũng chính bởi vậy mà tạo hình nhân vật của anh cũng thay đổi đến chóng mặt, không còn là chàng doanh nhân thành đạt, bảnh bao, Jack bỗng hóa anh chàng nông dân chân chất và quê mùa. Và kiểu tóc mà anh chọn để thể hiện nhân vật là kiểu tóc lai giữa phần mái layer và gáy mullet, kiểu tóc nhìn khá xòe xòa và có phần buồn cười. Em Gì Ơi là MV mà Jack xuất hiện với tạo hình hoàn toàn mới lạ. Tạm biệt mái tóc đen đơn giản, anh chàng chọn ngay cho mình một tóc khóa sáng cực nổi và chất. Để phù hợp hơn với tạo hình trẻ trung, nhí nhố của nhân vật, Jack kết hợp với kiểu tóc comb hair đẹp đúng chuẩn Hàn Quốc. Đôi lúc trong video, anh chàng còn xuất hiện với mái tóc layer xoăn rất sành điệu và thời trang. Đây cũng là hai kiểu tóc rất dễ ứng dụng nhất trong các kiểu tóc mà Jack đã từng để trong năm 2019. Jack đã rất biết cập nhật xu hướng tóc để biến hóa đa phong cách cho bản thân. Kiểu tóc layer bồng bềnh cũng nằm trong bộ sưu tập tóc Tết 2020 mới nhất vừa được tung ra tại Bamasai cách đây không lâu. Layer phiên bản cao đao style chắc chắn sẽ giúp bạn có một cái Tết thật nổi bật và đầy ấn tượng. Cắt tóc đẹp trai, tỏa sáng đón Tết, đặt lịch ngay tại Bamasai.com.